Chào mừng quý vị trở lại với Thế giới Tiêu điểm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các điểm nóng tin tức trên toàn thế giới liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Mới đây, phía Ukraine đăng video dùng UAV tự sát giá rẻ áp sát và phá hủy thiết bị bay không người lái được cho là đắt hơn nhiều lần của Nga. Đại tá Robert Brodner, chỉ huy đơn vị trinh sát những cánh chim Magyar của Ukraine, ngày 19 tháng 2 đăng video lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 126 nước này triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV để đối phó UAV Nga tại khu vực gần làng Krynky ở bờ đông sông Dnieper thuộc tỉnh Kherson. Video cho thấy UAV Ukraine áp sát từ phía sau rồi lao vào phi cơ cánh bằng của Nga, song trượt mục tiêu. Chiếc UAV sau đó lấy lại độ cao rồi tiếp tục công kích đối phương. Đòn đánh lần này được thực hiện chính xác, khiến cả hai phương tiện bị phá hủy trong tiếng hò reo ăn mừng của thành viên lữ đoàn 126. Đây được coi là cuộc không chiến đầu tiên giữa hai máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine, dù loại khí tài này đã được cả hai phía sử dụng rộng rãi trong giao tranh. Nga và Ukraine trước đây chỉ sử dụng UAV để công kích mục tiêu trên mặt đất. UAV FPV do lực lượng Ukraine sử dụng là dòng tự chế mang theo đầu đạn nổ, có giá khoảng 400-500 đô la Mỹ mỗi chiếc. Đại tá Brodner cho biết, chiếc UAV Nga bị phá hủy là dòng Rostov-R mới được Moscow triển khai trên chiến trường, có khả năng mang đầu đạn nặng 5 kg. Nga không công bố giá của Rostov-R, song các dòng UAV cánh bằng thường có chi phí sản xuất đắt hơn nhiều so với thiết bị bay cánh quạt như UAV FPV. Orlan 10, dòng UAV trinh sát cánh bằng được Nga sử dụng phổ biến tại Ukraine, có giá 87.000 đến 120.000 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên UAV cánh bằng của đối phương bị đánh chặn bởi thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Quân đội Ukraine bình luận về video: UAV FPV là một trong những khí tài nổi bật nhất trên chiến trường Ukraine, được cả hai bên sử dụng với tần suất lớn nhờ ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể phá hủy các khí tài đắt hơn hàng trăm lần. Điểm yếu của nó là khó điều khiển, đòi hỏi người lái phải có kỹ năng sử dụng tay cầm rất thành thạo mới có thể đánh trúng mục tiêu. Đại tá Roger cho biết lực lượng Ukraine hai ngày qua đã phát hiện tổng cộng 83 UAV FPV Nga và phá hủy 57 chiếc. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine cho biết, quân đội nước này hôm 20 tháng 2 đã triển khai UAV FPV tập kích một kho quân sự của Nga ở làng Staromilivka, tỉnh Donetsk, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo của đối phương. Làng Krynky là đầu cầu mà lực lượng Ukraine thiết lập thành công ở bờ đông sông Dnieper vào tháng 11 năm 2023. Đây được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong chiến dịch phản công thất bại mà Kiev phát động tháng 6 cùng năm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 2 thông báo quân đội nước này đã giành lại làng Krynky. Video được truyền thông Nga công bố cùng ngày cho thấy lính hải quân đánh bộ và đổ bộ đường không Nga cầm cờ tại nhiều khu vực trong làng. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó phủ nhận thông tin, khẳng định quân đội Nga chưa đạt được bước tiến nào ở bờ đông sông Dnieper và cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Shoigu là xuyên tạc thực tế. Pháo HIMARS Ukraine tập kích nhóm lính Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát. Chuyển qua một thông tin nóng khác, pháo phản lực HIMARS của Ukraine tấn công thao trường nơi quân nhân Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Theo các nguồn tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được tình báo Anh ngày 21 tháng 2 dẫn lại cho thấy một đơn vị bộ binh Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị Ukraine tập kích bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo các blogger quân sự Nga và một quan chức Ukraine, vị trí tập kích nằm trong khu huấn luyện của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập gần vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsko, tỉnh Donetsk. Hai hoặc ba quả rocket phóng từ pháo phản lực HIMARS đã đánh trúng nơi này khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Các quân nhân thuộc lữ đoàn 39 khi đó tập trung để chờ thiếu tướng Oleg Moiseyev, chỉ huy tập đoàn quân số 29 thuộc quân khu miền đông của Nga, tới thị sát. Các chỉ huy yêu cầu chúng tôi xếp hàng trên bãi đất trống, một quân nhân Nga sống sót sau vụ tập kích cho biết trong một video do BBC thu được. Phóng viên chiến trường Roman Sobankov cho biết tướng Moiseyev cuối cùng không tới thị sát đơn vị nói trên.
yêu cầu các quân nhân tập hợp đội hình một cách không cần thiết chỉ thể hiện bản thân mình quan trọng, có thể khiến các vị bị đạn pháo HIMARS giáng xuống đầu. Sponkov cho biết, vì thế hãy lo chính bản thân và cấp dưới của các vị. Serhii Ratchet, phát ngôn viên của quân tình nguyện miền Nam Ukraine, cũng đăng video cho thấy những quả đạn HIMARS lao xuống nhóm quân nhân Nga đang tập trung trên một khu vực trống trải trong vụ tập kích tương tự tại Kherson, miền Nam Ukraine. Ketereram Ripa ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Các bên tham gia chiến sự Nga-Ukraine từng chịu thiệt hại khi yêu cầu binh lính tập trung tại một khu vực để chuẩn bị cho những sự kiện có cấp trên tham dự. Hồi đầu tháng 11 năm 2023, quân đội Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Nhiều tài khoản mạng xã hội Ukraine cho biết ban chỉ huy lữ đoàn 128 yêu cầu 100 binh sĩ tập hợp để tổ chức lễ trao thưởng nhân ngày truyền thống của pháo binh nước này. Vụ tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Ukraine sau đó tuyên bố tập kích lễ trao giải thưởng của lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập cận vệ số 810 của Nga để trả đũa. Phía Nga cho biết Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS khai hỏa cách mục tiêu khoảng 80 km. Ukraine biến UAV huấn luyện của Anh thành vũ khí tự sát. Trong một diễn biến khác, Ukraine lắp đầu đạn của UAV huấn luyện do Anh chuyển giao để tập kích mục tiêu Nga tại Mariupol, song bị tác chiến điện tử đối phương đánh chặn. Chi nhánh của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR đã phối hợp với các đơn vị của Văn phòng Chỉ huy quân sự và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đánh chặn thiết bị bay không người lái UAV tự sát Basi Z-80 do Anh sản xuất tại thị trấn Novorossiysk, FSB thông báo hôm 19 tháng 2. Cơ quan này cho biết UAV do Ukraine phóng được trang bị khối thuốc nổ nặng 7 kg. Sau khi nó rơi xuống đất, đội phá bom của Nga đã vô hiệu hóa đầu đạn và phá hủy chiếc UAV tại hiện trường. Kết quả điều tra cho thấy mục tiêu của chiếc phi cơ là một cơ sở dân sự lớn ở thành phố Mariupol. Chiếc UAV định bay vòng qua thị trấn Novorossiysk trước khi tấn công cơ sở này từ hướng vịnh Taganrog, theo SSB. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Kiev cho biết chiếc UAV bị tác chiến điện tử Nga đánh chặn. Basi Z-80 là dòng UAV trang bị động cơ phản lực do công ty quốc phòng hàng đầu của Anh, Quinetic, phát triển. Thường được hải quân nước này sử dụng làm mục tiêu huấn luyện cho các tổ hợp phòng không do có diện tích phản xạ radar thấp. Theo số liệu công bố trên trang web của Quinetic, Basi Z-80 sở hữu tầm bay 100 km và có thể đạt vận tốc tối đa 720 km/h. Không rõ Anh chuyển giao cho Ukraine dòng UAV này khi nào. London ngày 12 tháng 1 thông báo sẽ cung cấp cho Kiev hàng nghìn thiết bị không người lái, bao gồm UAV trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái, phần lớn được sản xuất tại Anh. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc UAV bị Nga đánh chặn có một số chi tiết khác biệt nhỏ so với dòng Basi Z-80, nổi bật là thanh ray ở dưới bụng, dường như liên quan tới hệ thống phóng. Việc gắn khối thuốc nổ lên chiếc Basi Z-80 có thể là cách cải tiến đơn giản của Ukraine nhằm biến dòng UAV huấn luyện này thành vũ khí tấn công. Ukraine có kinh nghiệm chuyển đổi UAV huấn luyện dùng động cơ phản lực thành vũ khí tự sát. Các vũ khí này đem lại cho Kiev khả năng tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ do Moscow kiểm soát, đặc biệt là các mẫu UAV cỡ lớn. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cuối tháng 12 năm 2023 cho thấy Ukraine đã triển khai ra chiến trường UAV tự sát UC-25, được cho là phiên bản nâng cấp của dòng UAV UC-23. Do tập đoàn Uraset của Ukraine sản xuất, UC-23 ban đầu được thiết kế để làm UAV huấn luyện, song có thể cấu hình lại để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tình báo. Nó sử dụng động cơ phản lực, có vận tốc khoảng 600-800 km/h, tầm hoạt động 400 km và bay trong vòng 90 phút. UC-25 được cho là có tầm bay gấp đôi phiên bản gốc. Iran có thể đã chuyển hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga. Trong một diễn biến khác, Iran dường như đã chuyển hàng trăm tên lửa đạn đạo với tầm bắn 700 km cho Nga trong những tuần gần đây, theo các nguồn tin giấu tên. Hãng Reuters ngày 21 tháng 2 dẫn 3 nguồn tin từ Iran cho biết
Trong đó có nhiều quả đạn thuộc họ Fate-110 với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km. Một nguồn tin nói các chuyến hàng bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 sau cuộc họp giữa quan chức quân đội, an ninh hai nước diễn ra cuối năm ngoái. Theo một quan chức quân đội Iran giấu tên, ít nhất 4 lô hàng đã được chuyển giao và sẽ có thêm các chuyến hàng khác trong những tuần tới. Một quan chức quân đội Iran cho biết một số tên lửa được chuyển tới Nga bằng tàu qua biển Caspian. Số khác được vận chuyển bằng máy bay, không có lý do gì để che giấu. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí sang bất kỳ quốc gia nào chúng tôi muốn, quan chức thứ hai nhấn mạnh. Một nhà ngoại giao phương Tây cũng khẳng định Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga những tuần gần đây. Một nguồn tin quân sự Ukraine nói nước này chưa ghi nhận lực lượng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iran trong xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng cấm Iran xuất khẩu một số tên lửa máy bay không người lái UAV và công nghệ quân sự, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo Iran. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tháng trước cho biết Mỹ lo ngại Nga sắp bắt được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Một quan chức Mỹ nói Washington đã phát hiện bằng chứng về các cuộc đàm phán, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa được chuyển giao. Jeffrey Blewitt, chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc tế Modo-Buri tại Mỹ, cho biết dòng tên lửa Fate-110 là vũ khí chính xác cao và 400 tên lửa có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Ukraine nhiều lần yêu cầu Iran ngừng cung cấp UAV từ Sakhis-136 cho Nga. Không quân Ukraine hồi tháng 12 năm 2023 cho biết Nga đã phóng 3.700 chiếc Sakhis trong chiến sự và lực lượng phòng không bắn hạ hàng chục phi cơ mỗi tuần. Iran ban đầu phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng sau đó cho biết đã chuyển giao số lượng nhỏ trước khi Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho một trong những bên trong cuộc chiến Ukraine là hành vi mang động cơ chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đầu tuần này tuyên bố. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga đã phá thế bế tắc ở Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Avdiivka. Tình hình chiến trường Ukraine hiện không còn bế tắc nữa. Nga đã lấy lại động lực và đang tiến công dọc chiến tuyến dài 1.000 km. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói trong cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 2. Ông Gates cho biết Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề trong chiến sự, nhưng đang cảm thấy tình thế đảo chiều và cờ đang đến tay họ do tình trạng khan hiếm đạn dược của Ukraine. Nguồn tiếp tế của Nga ngày càng tăng, cho phép họ duy trì mật độ hỏa lực pháo binh gấp 10 lần đối phương, ông cho hay. Cựu Bộ trưởng Mỹ thừa nhận các đồng minh châu Âu trong NATO vốn thường bị Washington chỉ trích đã tăng cường hỗ trợ Kiev nhưng không đủ khả năng gửi lượng lớn vũ khí. Những khí tài đầu tiên do NATO chế tạo chỉ có thể xuất hiện trên chiến trường vào năm 2025. Nguồn viện trợ thực sự cho quân đội Ukraine đến từ Mỹ, nhưng nó đang bị đình trệ, ông cho hay. Gates chỉ trích Quốc hội Mỹ chậm trễ phê duyệt viện trợ những loại vũ khí then chốt cho Ukraine, trong đó có tên lửa tầm xa, khi Kiev gặp hạn chế đáng kể trên chiến trường. Thời gian thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ hiện nay sẽ là yếu tố quyết định khả năng sống còn của Ukraine trước đợt tiến công mới do Nga phát động trong năm 2024. Nó sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không cho Ukraine, giúp họ thiết lập mạng lưới phòng thủ mạnh mẽ để hạn chế nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 2 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, thành trì chiến lược ở Donetsk, mà họ đã dùng lực tấn công từ tháng 10 năm 2023. Đây là thắng lợi lớn nhất mà quân đội Nga giành được kể từ khi kiểm soát thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Chiến thắng này đã được cho là sẽ giúp Nga tăng cường đáng kể sĩ khí cho lực lượng, ngay trước thêm kỷ niệm 2 năm chiến sự nổ ra ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đây cũng có thể là diễn biến mang tính bước ngoặt, góp phần thay đổi cục diện chiến trường, trong bối cảnh quân đội Ukraine ngày càng suy kiệt về lực lượng và khí tài, phải chuyển sang thế phòng ngự trên khắp chiến tuyến. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ, khi Ukraine đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba chiến sự. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới.
Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.